Rồi, Trường sẽ nói về cái vấn đề cuối cùng, đó là đường dẫn để download những cái link mà bạn có thể download những cái rít như vậy. Cái rít này Trường làm nhưng mà chưa public. Ở đây là một số những cái trang bạn có thể tải rít. Open Picture. Đó là CG Meetup. Thì Trường sẽ để cái link đó sau, mình có thể tải một cái số rít ở những cái trang như thế này, CC Meetup. Trang này có rít nhân vật nè. Đây là Just Button sẽ 10, câu lạc bộ 11 giây. Thì nếu bạn có thể tham gia cái này thì nó sẽ rất là thú vị, bởi vì ở đây là cái cuộc thi mỗi tháng người ta tổ chức một lần. Thì bạn có thể gửi anime của mình lên đây, người ta sẽ gửi voice mỗi tháng, mỗi đầu tháng người ta sẽ gửi voice, mình diễn đến cuối tháng mình gửi lên, thì người chiến thắng sẽ được những cái thành viên của Animation Mentor góp ý, nó cũng là một phần thưởng rất là xứng đáng. Animation Buff Fest, đây là cái trang của Trường, khi nào Trường có đích mới thì Trường sẽ cập nhật lên đây. Ok, như vậy là đã hết cái bài giới thiệu về animation và những công cụ dành cho anime. Nếu bạn có thắc mắc nào thì có thể hỏi Trường ở blog hoặc là trang Facebook của Trường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.